lại tiếp tục review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2014. Số sàn một cầu máy dầu. Vâng, hiện tại thì bên em đang còn hai chiếc Toyota Hilux quý anh chị nhá. Một chiếc 15 và chiếc 14 đều màu bạc như thế này. Và toàn là biển Hà Nội. Về chiếc Hilux mà 15 thì em có review rồi. Và hôm nay em review cho quý anh chị các bạn một chiếc 2014 đây. Toyota Hilux sản xuất 2014, số sàn một cầu máy dầu. Biển 29C42260. Toàn bộ chiếc xe Toyota Hilux thì đăng ký tên cá nhân, biển Hà Nội. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090 hoặc số điện thoại 0937751985. Và quý vị các bạn nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ số 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Quý vị các bạn nào mà có tiện gói qua thì em Lợi mời vào uống nước trà. Không mua xe nhưng mà anh em học hiểu gọi giao lưu và kết bạn. Toàn bộ những quý anh chị nào mà đã mua xe bên em Lợi rồi thì cũng kính chúc toàn thể quý vị các bạn có những chuyến trải nghiệm chiếc xe mình mua ưng ý và hài lòng nhất, đặc biệt là vạn dặm bình an. Đây là phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2014. Tất cả các cánh cửa thì đều là nguyên zin, cốp trước cốp sau thì em Lợi đã kiểm tra chỉ nguyên toàn bộ. Toàn bộ cái phần gầm xe thì em Lợi đã chạy thử rồi, khá là chắc chắn và ổn định. Với chiếc xe mà ở trong nội thành Hà Nội thì cơ bản là cũng rất là đẹp. Về các cái phần sassi thì không chạy vùng mục mặt mũi biển. Và lát thì em sẽ quay vào cái phần gầm chi tiết cho quý anh chị. Toàn bộ đèn pha của chiếc xe đều là nguyên zin từ đầu. Theo thời gian hai bên đèn pha thì đều màu nhau. Và từ các cái khe hở mặt ca lăng rất chi là đều nhau. Đấy. Khe hở cabo tất cả thì đều nguyên zin từ đầu. Vâng, lốp của chiếc xe thì khá là dày, là răng đúc từ các cái cánh cửa khe hở thì cũng cực kỳ đều nhau. Bậc lên xuống thì khá là đẹp, đã đầy đủ hết rồi. Nắp thùng cao quý anh chị nhé. Toàn bộ xe thì được trang bị nắp thùng cao. Đây là cái lốp của chiếc xe. Phần lốp đây quý anh chị này. Lốp này thì đi còn khá là ok và sử dụng khá là dài dài nên không phải lo đến lốp đâu. Lốp này thì quý vị yên tâm. Phần la răng và phần lốp thì không phải suy nghĩ nhiều, năm quả như nhau. Tất cả các cái phần sassi của chiếc xe thì sơn zin toàn bộ và không bị cắt nối, không bị mục mọt. Số khung số máy của chiếc xe đây. Tất cả những số khung số máy thì em Lợi đã kiểm tra rồi. Và cổ ống xả của chiếc xe đây. Rất chi là sáng và đẹp. Đời 2014 sau 7 năm sử dụng mà cổ bô cổ xả rất chi là sáng thế này đây. Từ các cái cu lốp cực kỳ đều và đẹp. Hai bên đèn hậu của chiếc xe là đèn zin và nguyên zin từ đầu. Tất cả xe thì biển kiểm soát là 42260 cũng khá là được. Tất cả phần gầm thì em đã chạy rồi, phần gầm đây. Đấy, toàn bộ phần gầm thì khá là đẹp, em chạy thử rồi, kiểm tra rồi. Thùng không bị chở hàng nặng nên không bị bóp méo, lốp sơ cua. Đây là cái phần lót thùng của chiếc xe, lót thùng phía sau của chiếc xe Toyota Hilux. Về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da màu kem. Và toàn bộ táp ly, bóng khí đều nguyên zin. Xe hộp số sàn 5 cấp. Và toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe phần nhựa rất chỉnh chu, trải sàn ra. Đây là toàn bộ các phần ốc cột của chiếc xe và tem mác nhà máy còn nguyên zin đây.
phần cột là nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái táp ly cánh cửa thì đều là nguyên bản từ đầu, và các cái phần chỉ cánh cửa đây tất cả chỉ đều như nhau, nguyên zin. Và kính thì của hãng Toyota, toàn bộ 5 kính và đều có năm sản xuất 2014 theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, táp ly khá là đều màu nhau theo thời gian. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe, khá là mới và đẹp. Toàn bộ hàng ghế không bị chảy rách, trần nỉ nguyên bản từ đầu. Táp ly bóng khí của chiếc xe toàn bộ là nguyên zin. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe, tất cả các cái phần cột vuông vắn và đều đẹp. Bậc lên xuống của chiếc xe, táp ly, tay nắm, cánh cửa chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Tất cả các phần chỉ cánh cửa đây, quay chi tiết cho quý anh chị xem. Cánh cửa phía trước bên lái khá là đẹp. Và kính của chiếc xe thì đều có hãng Toyota và năm sản xuất đây, số 4 đây, theo năm sản xuất của chiếc xe. Ốc cột, ốc tai đều là nguyên zin. Ốc khóa bản lề trừ tháo lắp, toàn bộ ốc khóa này là nguyên zin hết toàn bộ. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe thì khá là đẹp, không có dấu hiệu bị mòn. Vâng, và đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Tất cả phần đầu và phần máy thì đều là nguyên zin, tem mác nhà máy còn nguyên đây. Đấy, ốc cabo chưa tháo lắp đâu quý anh chị này, nên là tuyệt nhiên là chỉ cabo và ốc cabo là nguyên zin hết từ đầu, không có dấu hiệu bị đâm xô phần đầu. Máy của chiếc xe thì khá là đẹp. Đây là toàn bộ và phần máy của chiếc xe cổ xả. Ốc máy đang còn sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy đây, chưa có dấu hiệu bị vặn tháo lắp các quý anh chị. Từ các cái ốc chân máy ở dưới đây, đấy, nguyên bản hết từ đầu. Máy số là nguyên zin. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ chạy khá là êm, máy dầu. Đình bấm, đình dập của cái phần giằng này nguyên bản hết. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2014, số sàn, một cầu máy dầu, xe biển 29C42260. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.